Hoa hậu vàng trong làng tạo nghiệp thải cho cánh đồng nghiệp mồi trai hoắc kín hoa, quỵt tiền của người xuất việc. tương giành được phương mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiểu quốc tế năm 1999, dù sở hữu cả tài năng lẫn nhan sắc nhưng Diệp Tuyền vẫn bị tẩy chay bởi phướng vào nhiều vụ bê bối. Diệp Tuyền sinh năm 1980 tại Hàng Châu, Trung Quốc trong một gia đình có cha làm luật sư và mẹ làm nội trợ. Sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ tan vỡ, cô phải chuyển về sống với ông bà nội. Năm 10 tuổi, cô cùng gia đình chuyển đến New York. Năm 1999, với sự cổ vũ của mẹ kế, Diệp Tuyền tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều tại New York, cuộc thi sắc đẹp của người Hoa lớn nhất tại Mỹ và đạt giải Á hậu hai tuy nhiên khi hoa hậu năm đó từ chối đại diện tham gia cuộc thi hoa hậu hoa kiều quốc tế còn á hậu một từ chối danh hiệu diệp tiền trở thành thí sinh được lựa chọn để đến với sân chơi nhan sắc này mặc dù sở hữu nhan sắc không mấy nổi trội nhưng nhờ bản lĩnh và chút may mắn người đẹp đã giành vương miện tại cuộc thi hoa hậu hoa kiều quốc tế cũng từ đây cô bước chân vào làng giải trí và thực hiện giấc mơ làm diễn viên từ thuở bé Năm 1999, Diệp Tuyền gia nhập TVB và có bộ phim đầu tay là Phong Thần bảng, hợp tác với Trần Hảo Dân. Tại thời điểm đó, nữ diễn viên là một trong những hoa đán được TVB tập trung lăng xê nhiều nhất. Năm 2005, họ Diệp dứt áo rời khỏi TVB do bất đồng quan điểm, cô chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, thành lập công ty chế tác riêng và bắt tay vào tự sản xuất phim truyền hình do mình đóng chính. Năm 2014, cả làng giải trí hòa ngữ chấn động trước thông tin nữ diễn viên Lý Y Hiểu bị chó cắn trách đầu, mẻ tai. Nguyên nhân do Diệp Tuyền đã mang theo vài chú chó, trong đó có một con sống Alaska đến phim trường. Không ngờ chú chó Alaska này đột nhiên tấn công Lý Y Hiểu, đè cô xuống đất rồi cắn xé phần tai và đầu. Nữ diễn viên đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và khâu đến hơn 20 mũi ở gáy và tai. Tuy nhiên Diệp Tuyền đã né tránh không chịu ra mặt nhận lỗi, còn Lý Y Hiểu lại không dám tiết lộ nguyên nhân thật sự mà chỉ tự nhận là tai nạn ngoài lúc đóng phim để tránh phiền toái cho đoàn làm phim. Sự việc này đã khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn về việc Diệp Tuyền dẫn chó đến phim trường và nếu đã dẫn thì sao không dùng dây để cột lại. Huống hồ, Lý Y Hiểu không hề có hành động chọc giận chú chó này thì tại sao nó lại lao vào cắn cô mà không phải ai khác. Những người chứng kiến cũng cho biết khi sự việc xảy ra, Diệp Tuyền cũng không có hành động khống chế con chó của mình để mặc nó cắn xé đồng nghiệp. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc hai người đẹp có hiểm khích với nhau và có người tìm cách trả thù đối phương. Ai cũng biết Diệp Tuyền có một trà nuôi với gia sản cách xù là Trịnh Sù Đông. Hai người bị nghi ngờ là tình nhân khi loạt ảnh của nữ diễn viên thân mật với đại gia này bị phát tán trên mạng. Trong ảnh, Diệp Tuyền tình tứ ghé sát người vào Trịnh Sù Đông trông giống như một cặp tình nhân hơn là quan hệ cha con. Khi được hỏi về vấn đề này, người đẹp tỏ ra rừng rưng. Đã là đi sự tiệc là phải nhảy múa, huống hồ ở đó ồn ào như thế. Lúc nói chuyện với cha nuôi, tôi phải ghé sát người vào cha nuôi thì mới nghe rõ được. Năm 2011, sau khi hợp tác trong bộ phim Khuynh Thế Hoàng Phi, Lâm Tâm Như và Hoa Kiến Hoa bị đồn bí mật yêu nhau. Truyền tình này được nhiều người ủng hộ nhưng sau đó, nam tài tử đã nảy sinh tình cảm với Diệp Tuyền. Vì người đẹp Hồng Kông hoặc Kiến Hoa đã chia tay Lâm Tâm Như vào năm 2014, Mỹ Nam này còn thường xuyên dành thời gian bên diệp tuyển, họ từng bị bắt gặp đi ăn khuya, khoác vài nhau tình tứ lúc tối muộn tại phim trường Hoành Điếm. Vào thời điểm đó, truyền thông và cả người hâm mộ đều cho rằng Diệp Tuyên chính là kẻ thứ ba phá đám mối quan hệ của hai diễn viên nổi tiếng. Dù người trong cuộc chưa bao giờ lên tiếng xác nhận, nhưng những hình ảnh cử hoa hậu hoa kiểu quốc tế chủ động đến phim trường, thăm hoặc kiến hoa trong thời gian anh vẫn qua lại với Lâm Tâm Như, càng khiến dư luận tin rằng lời đồ này là thật. Sau này, khi cặp đôi nổi tiếng kết hôn, nhiều người còn cho rằng Lâm Tâm Như quá bao dung rộng lượng khi vẫn trung tình với hoặc kiến hoa. Vào năm 2016, ngay trước cửa nhà nữ diễn viên Diệp Tuyền, hai người phụ nữ tuổi trung niên dưa cao hợp đồng đã ký kèm lời kêu gọi. Cô Diệp, tiền lương giúp việc và tiền mồ hôi nước mắt cô phải trả. Đám đông người qua đường chứng kiến vài người phụ nữ liên tục khóc và hét lớn. Trao đổi với ký giả một người bước ra giới thiệu tên là Lý, cô cho biết được nhận vào nhà Diệp Tuyền làm giúp việc từ hôm 24 tháng 9. Vào ngày 18 tháng 10, nữ sinh viên đột ngột tuyên bố muốn chấm dứt hợp đồng. Theo thỏa thuận, cô Lý phải nhận được 5.500 nhân dân tệ tương lương. Tuy nhiên, từ đó đến giờ, Diệp Tuyền không có ý định thanh toán, cô cũng không trả lời điện thoại hay tin nhắn. Sau đó, Diệp Tuyền giải thích trên trang cá nhân rằng đã cho người giúp việc nghỉ vì bị mất nhiều tài sản quý giá trong thời gian ngày này làm việc. Thực hư sự việc thế nào đến giờ vẫn chưa ngã ngũ, tuy nhiên, nhiều người cho rằng nữ diễn viên chỉ nghi ngờ người giúp việc trộm tài sản chứ không có chứng cứ, nên dù có chấm dứt hợp đồng thì cũng phải thanh toán đầy đủ tiền công. Năm 2015, một người phụ nữ tên Lữ Mai đã lên tiếng tố cáo Diệp Tuyền là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa cô và bạn trai. Ngày sau đó, ngôi sao Hồng Kông đã có bài viết trên mạng xã hội lăng mạ Lữ Mai và gọi cô là ký sinh trùng vì xì nhục Lữ Mai đã kiện Diệp Tuyền ra tòa. Năm 2018, tòa án xử người đẹp họ Diệp thua kiện và yêu cầu cô phải gỡ bỏ hết các bài viết lăng mạ Lữ Mai cũng như công khai xin lỗi. Tuy nhiên, Diệp Tuyền đã lờ đi và không hề thực hiện phán quyết này. Lữ Mai khi đó tiếp tục để đơn ra tòa khởi kiện nhưng bị đơn không xuất hiện. Thái độ đó đã khiến Diệp Tuyền bị đưa vào danh sách đen cấm xuất cảnh khỏi Trung Quốc từ tháng 12 năm 2018. Tuy nhiên, ngôi sao phong thần bảng không hề hay biết, đến tháng 3 năm 2019, khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay, cô mới biết điều này. Ngay sau đó, Diệp Tuyền đã lập tức xóa hết các bài đăng làng mà lữ mai, đồng thời công khai xin lỗi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, do chậm thực hiện phán quyết cô phải nộp phạt 276 triệu đồng.